Ok, và hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thế Di đây, và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Chọi Gà Online. Và nếu anh em nào thích cái video này, hãy lại cho mình một like nhé, một cái comment và một chia sẻ nhé. Nó là động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Rồi thì mình xin sẽ mua gà gì đây? Ồ, con gà thiên sứ này, gà đen này, gà què, gà zombie, gà phượng hoàng. Không có gà phượng hoàng mua chưa? Chưa, nhưng hôm nọ mình đấu rồi sao? Gà, trứng gà, gà thần chết. Ok, được đấy anh em, sẽ mua gà thần chết nhé. Và sẽ nâng cấp cho nó mắc lên ha. Đấy. Rồi ok. Nâng cấp nào bạn ơi. Nâng cấp hết cỡ lên nào cho nó khỏe nào. Đúng rồi, lên nào bạn ơi. Đang nâng lên. Chúng ta đang nâng lên cái level khá cao. Rồi. 4.000, ui mắc rồi anh em ạ. Nhìn trông được cái chút nhờ. Nhìn chút phải cần nồi. 25.000 peso liệu có thắng được không? Ui thì thắng là 65% anh em ạ. Đấu với con gì đấy? Đấu với con gì bây giờ? Đang không biết là đấu với con gì. Wow. Manok Nachim. Con này yếu lòi à. Bổ đó. Xôi ơi. Chấp phân luôn anh em ạ. Từ đó, tắt cái tiếng bên này đi ạ. What the fuck man. Trời ơi, đấm phát chết luôn anh em ạ. Ảo thật sự là game gì đấy? Sinh tử môn Zing Play ạ. Này game đang này này. Ok anh em, cho ấn nó bỏ qua cái video luôn ha. Rồi. Tân. Ok, congratulations. Ok, chúng ta lên level 5 rồi đấy. Và ấn vào shop, bây giờ mình sẽ tiếp tục làm con thần chết này khá khỏe. Thế như mình thấy. Ồ, thôi toang rồi. Ok. Phải dùng con mạnh nhất rồi anh em ạ. Con này không chưa mua được ạ. XP level 1000 mới mua được con đấy á. What the fuck? LOL. Oh, đây là các cái kiểu chat mà mình có thể chat được với bọn nó anh em ạ. Đấy. Cái câu chat nó xịn sò hơn à. Ok, được đổi sang khu vực mới anh em. Ui. Tỷ lệ chiến thắng 59% lên mặt trăng rồi anh em ơi. Gà robot 64.000 anh em ạ. What the hack. Đợi. Úi ôi ôi. Sao con này nó khỏe thế? Ấy, anh ơi, anh đấm chết em rồi. Em chết méo lên đây rồi. Anh đấm kiểu no kiểu mồi gì đấy? Anh đấm kiểu quần què mà em đấm em cắt chết luôn ạ. Fuck you boy. What? Toàn thua. Ui tỷ lệ thắng 100% này. Đấu với con gì mà tỷ lệ thắng 100% ấy. Nhưng mà sao con này bọn kia nó được mạnh một cách bất bình thường nhỉ anh em. Ok anh em. Rồi. Con này quá yếu. Muộn rồi nhưng mà vẫn đấm được anh em ạ. Ui nó đấm mình cũng chết luôn. Này mấy ông. Fuck. Sẽ như thế nào nếu như cô cung chuyển sinh. Rồi. What the fuck. Nó khỏe quá. Nó khỏe quá anh em ạ. Peria British Lahatin start. Let's go. Mày nhờn này, tao quay tao chỉ ấy thôi. Giấu nghề thôi. Quay anh chỉ giấu nghề cưng ạ. Bây giờ anh mới gọi là bung hết sức ra đấm này. Đấy phải thế. Mẹ đấm cho mẹ tòe mỏ luôn anh em ơi. Khỏe phải như thế chứ nhờ. Rồi tiếp tục Paris.
Ui, chiến thắng lại 100%. Tôi sẽ chơi lại con gà thần chết của mình em ạ. Chứ con này nó khỏe một cách bình. Quá khỏe này thì cảm giác nó không hay lắm. Nó không vui nữa anh em. Chính xác là như vậy. Một đấm này, ui, rụng sàn anh em ạ. Bye bye nhé. Ok. Rồi anh em ơi. Rồi anh em, chúng ta sẽ ấn vào trên sao có người chat với mình nhá. Từ mình đang chuyển không lấy con này nữa. Con này thành ra là bây giờ cũng chán rồi. Ok anh em. Rồi chúng ta sẽ ấn vào shop này nhé. Và mình sẽ ấn vào con nào đây? Vẫn ấn con này à. Con này không thể nào mà lên được ạ. Con này bây giờ không thể lên được cái cấp độ cao hơn à. 25.000 peso 71 à. Manox là zombie. Ok. Ui trời ơi, con zombie ghẻ mình đấm cho chết chết anh em ạ. Tưởng nào thần chết của tôi mày. Nó khỏe dã man luôn ha. Chúng ta chỉ sợ gặp mấy con lực sĩ thôi. Gặp mấy con lực sĩ nó vả cho thì không còn cái mặt mũi nào luôn ạ. You win 25.000 para. Ok anh em, 25.000 đây rồi. La Hatin lại tiếp tục rồi. Ui, con gà cổ anh em ạ. Chú bé nhỏ, chú gà bé nhỏ. Thần chết đoạt mạng. Thần chết đoạt mạng. Xoay, xoay như kiểu là ấy luôn anh em ạ. Ô, còn một tí à. Tôi tưởng là còn một tí nó vả mình chết nữa thì đúng là buồn cười anh em ạ. Không. Không thể. Bạn đã không thể vả được tôi thì bạn sắc các bạn định này nha anh em. $25,000 Ok. Shit. Lại con gà gì đây? Con gà ui ngớ ấy gần chết anh em ạ. What the fuck man. Khỏe phết à. Rồi và chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em nhé. Bye bye.